Vivi. Vâng, xin kính chào các anh chị em, các quý khán thính giả thân yêu của em Hoàng trên kênh ô tô Vlog. Vâng, các anh chị em có nhận ra cái chiếc xe này không ạ? Đã từng có một lần là chiếc xe này em đã từng giới thiệu anh chị em nhé. Ford Everest. Đấy, bản dầu số tự động 1 cầu, sản xuất năm 2013 anh chị em ạ. Đấy. Ngày ấy thì em giới thiệu anh chị em là chiếc màu hồng phấn cơ. Còn này, chiếc này là chiếc vàng cát, khá là hiếm trên thị trường anh chị em ạ. Đấy. Đây anh chị em này, cái khối đèn rất là to chị em nhé. So với các thiết kế thì chiếc xe này nó hiền hòa hơn so với bây giờ chị em ạ. Nhưng mà về thời điểm lúc ấy nó vẫn coi là một chiếc xe khá là hầm hố, bởi vì nó đến từ dòng xe Mỹ mà anh chị em, Ford mà. Đấy. Đấy, đèn vẫn chỉ là đèn halogen projector thôi. Đấy. Đây, mâm bánh cũng khủng bố không kém anh chị em nhé. Lốp thì đang chạy BLAT. Đấy. Khá là mòn rồi. Đấy. Chiếc xe cũng là bền bỉ trong thời gian anh chị em ạ. Ford Everest. Máy dầu số tự động. Đây là bên trong xe anh chị em nhé. Nội thất màu xám lông chuột. Đây có cái thiết kế khá là hay. Đấy, anh chị em này. Đấy, cái phanh tay. Đấy, anh chị em nhá, cái phanh tay đây. Cái phanh tay nó phải kéo lên như này anh chị em ạ. Đấy. Thì nó mới gọi là giống như các. Đấy. Nó hơi thủ công một tí. Nhưng mà nó cũng rất là xứng đáng, bởi vì đó điểm thiết kế rất là đặc trưng của dòng Ford ngày đấy. Xe thì cũng đã lên được một chiếc màn hình DVD khá là đẹp anh chị em nhé. Đây cùng chìa khóa của em nó đây anh chị em ạ. Đây, hai khóa của xe và một khóa tự động để lóc xe từ xa. Đấy, xe thì đã hơn 9 vạn rồi. Đấy. Đây, các hệ thống đèn đây, gạt mưa đây anh chị em nhé. Đây, các nút điều chỉnh, nút điều chỉnh vôn lượng khá giống với các cái mốt ngày xưa. Đấy, cruise control nha anh chị em nhé, ngày xưa đã có cruise control này. Đây, gạt lên gạt xuống, on off. Đấy, tắp lô đây, nó là khá xịn sò. Mua được chiếc này nghề khá xịn sò, bởi vì ở đấy người ta chuộng những chiếc xe kiểu xe hộp như những chiếc xe dây này, anh chị em này, Pajero Sport này, thế đây, anh chị em này, đây là khoang sau. Đấy, anh chị em có thể nhìn thấy thiết kế cũng tương tự những các dòng xe gầm cao nhé. Đấy. Một điều là cái dòng xe này nó khá là lâu đời, là thiết kế nó cũng chỉ vuông vắn so với bây giờ, nó đã lớn hơn rất là nhiều. Đây, đây là phần đuôi xe anh chị em này. Đấy, anh chị em nhé. Đấy, còn cốp mở theo kiểu cánh cửa phụ hàng sau. Đây, hàng ghế thứ ba đây, gập xuống khá là thủ công. Đó. Xe này thì bây giờ vì thời giá như là vật giá cuối năm đang lên anh chị em nhé. Đấy, nên là giá chiếc xe này khoảng tầm khoảng là 500, hơn 500 triệu anh chị em. Máy xe máy dầu này, cộng với nữa là xe máy dầu nữa, cực kỳ hot trong thời điểm bây giờ. Đấy, anh chị em nhé. Đấy, cái trang bị bậc lên xuống này cũng khá là to này anh chị em này. Khá là to. Đấy. Xe đời 2013 này thì cũng đang vẫn được hỗ trợ trả góp, nhưng mà chắc là tối đa được 2 năm thôi anh chị em ạ. Bởi vì thời điểm này cũng là cuối năm 2021 rồi. Đó.
ok anh chị em nhé. Anh chị em nào có nhu cầu mua bán trao đổi xe thì cứ liên hệ qua em. Số điện thoại là 0983322508 sẽ để trên màn hình. Quý em Hoàng mà muốn trải nghiệm xe thực tế thì cứ đến showroom anh chị em ạ. Đến showroom chúng ta lái thử xe, chúng ta trải nghiệm xe, chúng ta sẽ có cái nhìn khách quan về xe anh chị em nhé. Chứ chúng ta cứ lên mạng chúng ta xem qua ảnh hay qua clip, chúng ta cũng không thể nào đánh giá được hết xe. Đấy, đến đây thì chúng ta hoàn toàn có thể thương lượng về giá cả được nữa. Đấy, anh chị em nhé. Showroom của em ở tại 17 Phạm Hùng, đối diện bến xe Mỹ Đình anh chị em ạ. Đây anh chị em nhé, đối diện tòa nhà FLC, kia là tòa nhà Tân Hoàng Minh. Một showroom gọi là có số lượng Fortuner lớn nhất Việt Nam ạ. Bọn em tự hào là một showroom rất là lớn, khá lớn ở thủ đô Hà Nội. Ok anh chị em, lời cuối cùng em Hoàng cũng xin kính chúc anh chị em có một ngày mới tràn ngập sức khỏe, tràn ngập niềm vui và gặp nhiều may mắn anh chị em nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại các anh chị em trong chương trình tiếp theo.